đừng vội qua sông hai ơi, đừng vội qua sông, đừng vội qua sông, sớm chưa kẻ chờ người trông. À, kính thưa quý vị, đây là một chương trình mà các anh chị em nghệ sĩ sẽ hát cho người bạn đồng nghiệp của mình nghe. À, sẽ có những nhiều cảm xúc đúng quý vị. Mặc dù chúng ta biết rằng tất cả ai cũng sẽ đang rất buồn vì sự mất mát một người nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, nhưng ngày hôm nay đứng trước cái hũ tro cốt, mặc dù chỉ là hũ tro cốt thôi, nhưng mà chúng ta tưởng tượng rằng linh hồn và hương hồn của Phi Nhung đang ở đây, đang xem tất cả chúng ta, đang xem những người đồng nghiệp, những người anh chị em đồng nghiệp chúng ta chia sẻ và hát cho Phi Nhung nghe. Và Khánh Hoàng tin chắc rằng Phi Nhung đang nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện bởi tình yêu thương của đồng nghiệp và của tất cả quý vị khán giả. Và mong rằng tất cả quý vị khán giả hãy tiếp tục ủng hộ cho các anh chị em nghệ sĩ, những người còn ở lại có tinh thần để mà tiếp tục phục vụ cho quý vị. Và bây giờ mở đầu cho chương trình văn nghệ để hát tiễn đưa người bạn đồng nghiệp ca sĩ Phi Nhung, Khánh Hoàng xin mời quý vị hãy cùng một tràng pháo tay thật to chúng ta chào đón nữ ca sĩ Hương Thủy. Cảm ơn anh Hoàng. Hương Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang ngồi tại chùa Huệ Quang, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem trên đài. Thì thật sự thì nãy giờ, từ sáng giờ là Hương Thủy với nhiều đồng nghiệp anh chị em cũng nhiều xúc động quá rồi. Thì thôi, cho Hương Thủy xin phép quý vị, cho Hương Thủy được kể một cái dài cái mẩu chuyện vui trước khi để hát tặng cho quý vị cũng như tặng cho chị Nhung, tiễn chị Nhung đi. Quý vị biết không, chị Nhung được tất cả khán giả thương mến tới mà Hương Thủy mỗi lần đi hát với anh Quỳnh, hồi đó đầu tiên đó là khán giả nói: Mạnh Quỳnh, tại sao đi về Việt Nam báo lãnh Hương Thủy qua bỏ Phi Nhung? Cái anh Quỳnh nói không có đâu, nói có mà cãi không à, là tưởng là anh Quỳnh lúc đó là cưới Hương Thủy qua Mỹ, mà Hương Thủy đi đâu mà hát với anh Quỳnh cứ trốn không à, không có dám mà đi chung luôn nữa. Là biết là khán giả rất là thương anh chị, thương một cái cặp mà coi như là đôi một quyền thoại luôn rồi. Thì tỉnh thoảng như giống như là bên này mà chị Nhung không có đó, là Hương Thủy mới được đi hát cái show đó chung với anh Quỳnh, không thì là không bao giờ. Thì thôi, Hương Thủy cũng không có biết nói gì hơn, không có gì để chia sẻ nữa, tại vì quá nhiều kỷ niệm mà nếu mà nói nữa thì Hương Thủy khóc là sẽ không hát được. Thì sẵn đây, Hương Thủy sẽ hát bài đó là của nhạc sĩ, đó là chú Lâm Phương. Thì Hương Thủy nhớ không lầm thì cái tiệc tang của chú cũng tại nơi đây. Thì Hương Thủy xin phép để tặng cho chị Nhung với chú Lâm Phương cũng như tất cả quý vị nghe bài hát này. Cho Hương Thủy xin phép là cầm, tại vì cũng mới học thôi. Đó là bài hát Tiễn Người Đi. Mời chị Nhung nghe, mời quý vị cùng nghe, và chú Lâm Phương. Ban nhạc ơi, giúp Hương Thủy nha. Em khóc sáng giờ nhiều quá cho nên em hơi xấu. Không sao ha quý vị ha. Dạ. Khóc mà bà một tuần trước rồi tóc bạc không thèm nhuộm luôn nè quý vị, thấy không? Tóc bạc quá trời luôn. Người đi ngày
tàn máu. Hạnh phúc đã không do lòng người, sao còn chờ mãi phút ban đầu. Rồi đây chốn xa xăm biết người nhớ tôi những gì, dần trên phim tơ thu đến bơ vơ đông qua xuân tàn. Rồi hè lại buồn sang, có nhớ thương nhau xin đưa vào trong mơ. Có nhớ thương nhau xin đưa vào trong mơ. Lại trong giấc mơ bóng dáng năm xưa lúc xuân chưa tàn, mộng lòng vừa đẹp đôi một xóm tinh sương tôi đưa người xa tôi. Người đi ngày qua năm tháng tình về đến bên lòng. Ôi xuân đi mau, gió cuốn hoa rụng cành tàn máu. Hạnh phúc đã không cho lòng người, sao còn chờ mãi. Dần trên phim tơ thu đến bơ vơ đông qua xuân tàn. Rồi hè lại buồn sang, có nhớ thương nhau xin đưa vào trong mơ. Chị Nhung, sẵn thì trước khi em xuống thì em xin được nịnh hót chị lần cuối nha. Đó là chị để lại cho em một cái gì đó là rất là tốt đẹp. Em là sẽ hứa với lòng mình là sẽ học hỏi theo cái gương của chị, không ít cũng nhiều, để làm một cái điều tốt. Cho em nịnh chị một lần nữa. Thôi thì chia tay chị Nhung cũng như là quý vị khán giả, cảm ơn rất là nhiều. Có nhớ thương nhau xin đưa vào trong mơ. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Hương Thủy. Thưa quý vị, Hương Thủy
Kính thưa quý vị, trước khi mà chúng ta tiếp nối chương trình văn nghệ tiễn biệt nữ ca sĩ Phi Nhung thì chúng tôi có thông báo là xin lỗi tất cả những cái xe nào đang đậu ở ngoài lề đường đó xin dời đi, tại vì cảnh sát đang tới đây sẽ thô xe. Tất cả cái xe nào đang đậu ngoài lề đường của chùa Huệ Quang xin dời xe liền nhé. Cảm ơn mọi người. Một lần nữa kính thưa quý vị, tất cả những chiếc xe đang đậu xe dọc theo chùa Huệ Quang ngay trước cổng chùa đây, cảnh sát đã tới rồi, xin quý vị dời xe của mình ngay, nếu không thôi là họ sẽ thu ngay bây giờ. Thưa quý vị, xin quý vị vui lòng giúp cho ban tổ chức mình đi, mình dời xe của mình liền. Xin cảm ơn quý vị. Từ 11 giờ sáng tới giờ là 4 giờ rưỡi chiều rồi thì dòng người tấp nập tới tiễn nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn tiếp nối. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã yêu thương chị Phi Nhung. Và bây giờ để liên tục chương trình văn nghệ tưởng niệm nữ ca sĩ Phi Nhung, xin quý vị giúp Ngọc Hân chào đón đến đây một trong những người đồng nghiệp, người bạn, người chị thân thương của nữ nghệ sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền. Cảm ơn Ngọc Hân vừa giới thiệu Ngọc Huyền. Lời nói đầu tiên thì xin phép cho Ngọc Huyền được cảm ơn Trung tâm Thuyên Nga, cảm ơn chùa Huệ Hoang, cảm ơn tất cả các quý anh chị ca nghệ sĩ cùng ban tổ chức đã làm một cái buổi lễ kính viếng Phi Nhung tại chùa Huệ Hoang. Lời cảm ơn trân trọng và lời chúc sức khỏe đến cùng tất cả quý vị ạ. Thưa quý vị, Ngọc Huyền cũng là người con Phật, cho nên vô thường đến cố dặn lòng là không rơi nước mắt để cho bạn tôi Phi Nhung được an lạc về nơi Phật quốc. Nhưng mà Phi Nhung ơi, đứng trước bạn tại nơi đây thì mình không khóc không được, cầm nén nhán lên mà không tin. Đến bây giờ thưa tất cả quý vị, Ngọc Huyền vẫn không tin đây là sự thật. Phi Nhung ơi, hãy tha thứ cho mình, bởi vì đến giờ phút này mình và bạn vẫn chưa có một tác phẩm chung với nhau trên sân khấu. Tuy rằng bạn và mình là những người bạn đầu tiên khi mà bạn về Việt Nam để cùng mình kết bạn tri kỷ, nhưng sau đó thưa tất cả quý vị, Phi Nhung về Việt Nam làm việc suốt, Ngọc Huyền thì lấy chồng định cư bên Mỹ, và Ngọc Huyền lại làm việc bên trung tâm Asia, Phi Nhung làm việc bên trung tâm Thúy Nga. Chính vì vậy mà chúng tôi đã không có cái thuận duyên để có một tác phẩm chung với nhau. Đến bây giờ tôi vẫn hối hận. Cho nên cái sự chia sẻ của tôi ngày hôm nay là, quý vị ơi, nếu chúng ta có thể làm được tất cả những gì cho nhau thì hãy làm như bạn tôi Phi Nhung đã làm. Đừng để chúng ta có bất cứ những niềm hối tiếc gì. Mình đến đây mình không có nghĩ là mình sẽ được hát để tiễn đưa bạn đâu Phi Nhung, bởi vì mình biết rất nhiều các bạn đồng nghiệp suốt bao nhiêu năm có nhiều cái gắn bó với bạn nhiều hơn, nhưng mà mình lại được một cái diễm phúc là được hát cho bạn nghe một cái bài hát mà có lẽ cũng giống như trong cái đám tang của anh Chí Tài, trong đầu mình cứ hát cái bài, nhắc nhở tới cái bài đó. Thì đây là một cái bài mà nó cứ nhắc nhở với mình hoài trong suốt mấy ngày qua.
Quý vị ơi, Phi Nhung là một người nghệ sĩ hạnh phúc nhất, có một tài sản to lớn nhất mà không có một người nghệ sĩ nào trong chúng tôi hiện tại có thể có. Bởi vì Phi Nhung là mẹ của rất rất nhiều những đứa con. Ngoài người con ruột bé Wendy thì Phi Nhung có rất nhiều người con Phi Nhung nhận nuôi. Có rất nhiều người con nhận Phi Nhung làm người mẹ tinh thần, noi theo cái gương của Phi Nhung để có những cái bước tiến trong cuộc sống, từ học hành. Và xem suốt tất cả những cái chương trình livestream, những người con của Phi Nhung, những bài thơ, những lời hát, những buổi cúng thức, những buổi lễ tưởng niệm. Cho nên hôm nay cô Ngọc Quyền xin phép các con được đứng nơi đây để mà hát thay các con cho mẹ Phi Nhung của các con nghe. Đau lắm quý vị ạ, à, rất là đau, đau mà không có, không biết mình hát được không. Nhưng mà Ngọc Huyền xin được phép thay mặt các con của Phi Nhung để hát tặng cho Phi Nhung, tặng một tấm lòng của người mẹ cao cả. Ngọc Huyền xin được phép hát bài hát của cố nhạc sĩ Y Vân, cũng là bài hát để nói lên nỗi lòng của những người con kính dâng lên cho mẹ Phi Nhung. Bài hát Lòng Mẹ, kính mời quý vị cùng lắng nghe sau đây. Anh Hoàng ơi, cho em hát giọng cổ nghe anh. Kiểu này là Phim Nhung muốn tôi hát giọng cổ cho nàng nghe rồi đó quý vị. Nhạc rê thứ nha anh. Em hát sao mấy anh theo dạy giùm nha. Công chúa Đức Mẹ
lòng người muốn thơ. Con hiểu rằng mỗi lúc đi xa, tình mẹ là bóng rợp trên đường, nắng lửa là trái cây thơm trên miền đất khô. Phi Nhung đó quý vị. Phi Nhung rất là thích Ngọc Huyền hát cải lương. Cho nên là biết là từ sức khỏe nè quý vị, Ngọc Huyền khóc suốt cả 3 tháng nay rồi quý vị. Từ lúc nghe tin thầy Bạch Mai của Ngọc Huyền bị bệnh, rồi những người thân yêu của Ngọc Huyền bên Việt Nam qua đời, cho tới Phi Nhung,
Ngọc Huyền nghĩ là chọn một cái nhạc phẩm mẹ hát thay cho các con Phi Nhung. Nhưng mà cuối cùng thì nàng vẫn muốn bắt Ngọc Huyền hát vọng cổ cho nàng nghe. Vâng, cảm ơn chị Ngọc Huyền rất là nhiều. Bởi vì chúng ta còn rất nhiều những người nghệ sĩ. Cảm ơn chị, những cảm xúc của chị. Dạ, xin mời chị. Ngọc Huyền sẽ đi đến chùa Điều Ngự. Dạ, và rồi. Sau đó thì sẽ trở lại để mà thắp nén hương, thắp đèn để mà cầu nguyện cho Phi Nhung tối nay vào lúc 8 giờ. Vâng, một tràng pháo tay thật to cho nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền ạ. Vâng, kính thưa quý vị, sự ra đi của nữ nghệ sĩ Phi Nhung, Khánh Hoàng nghĩ rằng để lại một niềm tiếc nuối cho rất nhiều quý vị khán giả, bởi vì cô đã để lại cho đời rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật về ca nhạc, về cổ nhạc, về những vở hài kịch và cả những bộ phim nữa quý vị. Và tất cả những quý vị khán giả cũng thương Phi Nhung bởi vì số phận của cô rất là bạc mệnh. Quý vị biết rằng cô sinh ra để thiếu thốn tình yêu của cha và mẹ. Và ngày hôm nay thì Khánh Hoàng một lần nữa xin mời quý vị cùng thưởng thức chương trình văn nghệ với phần trình diễn của nam ca sĩ Đình Bảo. Kính thưa quý vị, hôm nay Đình Bảo đến đây để gặp gỡ chị Phi Nhung, một người chị trong nghề mà Đình Bảo rất là quý mến. Cái lần gặp gỡ này nó khác những lần trước, bởi vì đây là lần cuối cùng. Tất cả chúng ta ở đây cũng như Đình Bảo có cùng chung một cái niềm thương tiếc đến chị, bởi vì cái sự ra đi của chị quá sớm, còn biết bao nhiêu những cái dự định mà khán giả đang trông đợi ở chị mà chị không có kịp để thực hiện nó. Đình Bảo xin gửi đến quý vị cũng như chị Phi Nhung một bài hát. Một bài hát thay cho lời tiễn biệt. Ước mong cho linh hồn chị giờ đây đã được an yên ở đâu đó. Và mong cho những người khán giả, những người thân trong gia đình qua cái lời hát này sẽ xoa dịu được bớt một phần nỗi đau thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Cát Bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Nhiều năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào
soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá vội. Xin úp mặt vùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và còn rất nhiều nghệ sĩ đang chờ đợi để mà được lên đây để bày tỏ tấm lòng cũng như là để hát chia sẻ. Đình Bảo không dám lấy thêm thời gian. Xin chào tạm biệt quý vị. Vâng, xin cảm ơn Đình Bảo. Wow, một bài hát rất là ý nghĩa và rất thấm trong giai đoạn này. Và bây giờ thì Khánh Hoàng sẽ được mời một người chị trong nghề, đó là nữ ca sĩ Lưu Bích, sẽ có vài lời chia sẻ về những kỷ niệm với nữ ca sĩ Phi Nhung. Lưu Bích, xin kính chào quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và tất cả quý khán thính giả khắp nơi và tại đây. Lưu Bích không biết nói gì hơn, không biết cái lời nói gì để nói về Phi Nhung. Tại vì 10 năm trước thì từ hồi Phi Nhung về Việt Nam thì Lưu Bích ít khi hát chung với Phi Nhung. Trước 10 năm đó thì Lưu Bích đi hát với Phi Nhung rất là nhiều. Và quý vị biết là khi anh em nghệ sĩ đi với nhau rất là hàn gắn với nhau. Tại vì nhiều khi holiday hay những cái ngày mà Christmas bất cứ gì vân vân thì anh em nghệ sĩ là phải đi show, không có ở nhà, không có quy tụ với gia đình thì chỉ còn lại những anh nghệ sĩ với nhau là coi như một trại gia đình thứ nhì của mình. Và lúc đó Lưu Bích đi khắp nơi Europe với Phi Nhung. Thật ra là Phi Nhung rất là dễ thương, thưa quý vị, tính tình rất là ngây thơ, có sao nói vậy. Và Lưu Bích thấy rất là thật thà. Thành ra nhiều cái kỷ niệm, nếu mà quý vị nói thì anh em nghệ sĩ nào, tất cả anh em nghệ sĩ trong nước và ở đây cũng đều có nhiều kỷ niệm đẹp với Phi Nhung. Không ngờ là gần 2 năm nay là mình cứ đối phó với những cái mất mát nhiều người đi vì bệnh, và thứ nhất là vì Covid-19. Phi Nhung quá là trẻ, đối với thời nay thì 51 tuổi quá trẻ, thưa quý vị. Và có nhiều tương lai, và thứ nhất có con. Thành ra là Lưu Bích không biết gì nói, và hôm nay Lưu Bích đến đây để một lần cuối Lưu Bích tiễn Phi Nhung qua thế giới bên kia. Đối với Lưu Bích, ai tin Phật hay là ai tin đạo Phật hay là bất cứ đạo nào mình lựa chọn, nhưng Lưu Bích tin là có chắc là cái thế giới bên kia, thưa quý vị. Và những gì mình làm bên đây là mình sẽ được hưởng bên kia. Tại vì Lưu Bích đã trải qua cái sự mất mát trong gia đình 10 năm qua rồi. Thành ra nhiều cái mà đã chứng kiến, Lưu Bích biết rõ ràng bên kia Phi Nhung sẽ bình yên. Tại vì những gì Phi Nhung làm trong cái cuộc sống này là cái trả nợ, thưa quý vị. Và Lưu Bích nghĩ là Phi Nhung đã trả nợ hết rồi. Thành ra em nghỉ ngơi, và phía bên nào đó thì chúc em cũng sẽ tiếp tục con đường mà em đã làm trên thế giới này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn chị Lưu Bích, một lời chia sẻ rất là hay và ý nghĩa.
Khánh Hoàng tin chắc rằng Phi Nhung chưa đi đâu, Phi Nhung vẫn còn đang ở đây. Đúng. Để mà nghe. Đúng. Các anh chị em nghệ sĩ hát cho Phi Nhung nghe. Đúng. Đúng không? Và bây giờ một giọng ca nữa, một giọng ca đàn em cũng sẽ lên đây hát cho Phi Nhung nghe. Mời tất cả quý vị cùng chào đón nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Em cảm ơn. Và trước tiên thì xin phép cho Hà Thanh Xuân, em được gửi lời chào đến chị Phi Nhung và lời chào chúc sức khỏe đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay cùng với lại nữ ca sĩ Phi Nhung, thưa chị. Và đó là một người đàn em đi sâu, thì hôm nay Hà Thanh Xuân đến đây, Hà Thanh Xuân hứa là sẽ không khóc, thưa quý vị. Tại vì Hà Thanh Xuân biết là chị đang rất vui, và vì thấy tất cả quý vị hôm nay rất đông như thế này, và tất cả những tình cảm mà quý vị đã dành cho chị trong cái giây phút này, thì Hà Thanh Xuân nghĩ là chị đang mỉm cười. Và một ca khúc Hà Thanh Xuân muốn hát tặng cho chị cũng như tất cả quý vị ngày hôm nay ở đây, một bài hát rất ý nghĩa của nam ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, thưa quý vị. Thì bài hát này được trích từ vở cải lương Bến Đợi, thưa quý vị. Và nữ ca sĩ Phi Nhung cũng như chị Hương Thủy và anh Mạnh Quỳnh, anh Duy Trường và còn một số anh chị em nghệ sĩ nữa, khi mà Hà Thanh Xuân xem vở cải lương này và rất thích bài hát này. Và ngày hôm nay xin tất cả quý vị, chị ơi, mình nghe lại ca khúc này nhé. Bài hát Đời Con Gái của nam ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh. Xin cảm ơn quý vị. Đèn khuya hiu hắt nước mắt nào rơi, hỡi cô nhân ngày nào hay biết chăng, bao ước mơ ngập tràn trong trái tim giờ ôm sầu đắng. Đời người con gái như một cánh hoa, mặc trong mưa gió năm tháng tạ tơi, nhưng dấu yêu ngọt ngào đã trót trao, bao ước mơ lòng này xin hiến dâng trọn kiếp không nhỏ. Bao đêm quạnh vắng cô liêu, ai đi có nhớ ngày về, bên đời đầy sóng gió, cánh chim bạt ngàn bay mãi, mặc cho tháng ngày, mặc cho heo gầy bước chân lang du. Thuyền xa bên cũ bên còn nhớ mong, tuổi xuân qua mất tóc trắng màu mây, nhưng dấu yêu ngọt ngào xưa hiến dâng, dấu trái ngang lòng này tha thiết yêu, người hãy quay về. Còn nhớ mong
mất tóc trắng màu mây, những dấu yêu ngọt ngào xưa hiến dâng, dấu trái ngang lòng này tha thiết yêu, người hãy quay về. Những dấu yêu ngọt ngào xưa hiến dâng, dấu trái ngang lòng này tha thiết yêu, người hãy quay về. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và Hạnh Xuân Nghĩ đã sinh ra mình là người phụ nữ rồi phải không ạ? Thì chắc chắn là lúc nào mình cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn. À, nhưng mà Hạnh Xuân nghĩ là mình sẽ không thiệt thòi, thưa quý vị. Và đây, chị Phi Nhung, chị đã được bù đắp với tình thương yêu của rất rất là nhiều tất cả quý vị khán giả, cũng như là tất cả các anh chị em đồng nghiệp ngày hôm nay đã đến đây cùng tiễn đưa chị. Và quý vị ơi, hãy sống trọn mỗi ngày nha quý vị. Và hãy yêu những gì mình đang có, và hãy quý trọn mỗi ngày chúng ta còn được sống bên nhau. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân. Kính thưa quý vị, chúng ta còn rất là nhiều các anh chị em ca nghệ sĩ đang đợi để lên đây có vài tâm tình cũng như là cử một bài hát để tiễn đưa nữ ca nghệ sĩ Phi Nhung. Và bây giờ để liên tục chương trình tưởng niệm thì chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ một người chị rất là thân thương của nữ nghệ sĩ Phi Nhung. Kính thưa quý vị, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chị Duyên xin kính chào quý vị. Cảm ơn chị Kỳ Duyên. Xin phép được đeo mắt kính vì Duyên sợ Duyên nói nửa chừng rồi khóc thì nó hơi khó nói. Thưa quý vị, nói về Nhung thì chắc ở đây quý vị đã nói được nhiều. Nhung là cái người chuyên môn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Và Phi Nhung luôn xả thân cho mọi người. Thành ra tới chừng phiên Phi Nhung mà được đón nhận cái gì đó, dù nó là chỉ là một cái gì nhỏ thôi, Phi Nhung cũng rất là quý. Thì cái thời kỳ bị Covid, hai chị em lockdown, thì Kỳ Duyên có nói với Phi Nhung là thôi, khi nào xong cái này đó, chị em mình làm một cuốn MTV, chị sẽ đạo diễn cho em. Em hát nhạc quê hương mà lần này chị sẽ quay cho em khác cái hình ảnh quê hương, phải cái gì mới lạ hơn. Thì Duyên chỉ nói vậy thôi mà Duyên không ngờ là Phi Nhung rất là hứng khởi. Thì Phi Nhung có nói với một người nhà báo, thì người nhà báo đó lại cũng không biết Duyên lại viết lại cho một người ca sĩ Châu Ngọc Hà. Thì đây anh mới nói nè ha, là Phi Nhung nói với anh là đừng có nói cho ai biết, nhưng mà sắp tới đây nữa là chị Kỳ Duyên sẽ quay MV cho em, mà anh giữ kỹ nha, đừng có giấu với ai, sẽ có một cái tin bùng nổ. Là Phi Nhung rất là hứng khởi. Thì Nhung ơi, chị hứa với em mà mình chưa làm được, em đừng lo, em cứ chờ đi. Vì chị nghĩ rằng là những cảnh ở trên Tiên Bồng đẹp hơn dưới này nhiều. Em cứ chờ, chị sẽ lên đó rồi mình làm một cái MV hay nhất. Xin cảm ơn quý vị. Chị Duyên ơi, sẵn có chị Duyên ở đây, em nhờ chị Duyên một tí được không? Là tại vì Bác Ngạn ở bên Canada đó không có qua được, mà bác có gửi vài lời cho chị Phi Nhung. Không, em nghĩ là bây giờ chỉ có chị Kỳ Duyên là thay là Bác Ngạn gửi lời này đến cho chị Phi Nhung là hay nhất thôi nha. Em cầm điện thoại cho. Dạ. Thưa quý vị, đây là hai trang lận chứ không phải lời nha. Kỳ Duyên xin đọc quý vị. Vĩnh biệt Phi Nhung. Tôi gặp Phi Nhung lần đầu tiên trong một show diễn tại Chicago. Lúc ấy tôi không biết cô là ai. Trong hậu trường, cô chạy lại gặp tôi và nói: con chào chú Ngạn, con là Phi Nhung, lát nữa chú nhớ nghe con ca nghe chú. Tôi mỉm cười vì lối nói chuyện mộc mạc của cô gái miền Nam. Hôm ấy cô hát Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô. Cô có chất giọng riêng, hát thoải mái, ít dùng kỹ thuật. Rồi cô gia nhập đại gia đình Thúy Nga, tân cổ giao duyên với Mạnh Quỳnh, song ca tân nhạc với Như Quỳnh. Tên tuổi cô lên rất nhanh.
hai mươi mấy năm thu hình chung hoặc đi show chung, biết bao nhiêu kỷ niệm tôi không thể kể hết được, nhất là những chuyến đi xa gặp nhau lâu như Úc Châu, Âu Châu và Nhật Bản. Nhưng tôi nhớ nhất là Paris by Night 76 Xuân Tha Hương, cuốn băng chủ đề xuân đầu tiên của Thúy Nga năm 2005. Tôi viết vở kịch Gieo Quẻ Đầu Năm, trong đó Hoài Linh là ông thầy bói mù, Gia Cát Lạng. Tôi cần một cô gái miền Nam trẻ trung và hồn nhiên đi coi bói đầu xuân để hỏi về tình duyên trong năm mới. Nhìn quanh tôi thấy chỉ có Phi Nhung hợp với vai này, cả về vóc dáng lẫn tính tình, nên tôi mời cô. Phi Nhung đóng cải lương hoặc hát tân cổ thì quá nhiều rồi, nhưng kịch nói thì tôi chưa thấy, mà chính cô cũng rất hồi hộp khi tôi mời. Xong vở kịch, Phi Nhung chạy lại hỏi tôi, con diễn được không chú? Tôi nói, hay hơn chú dự đoán, cảm ơn cháu. Những năm sau này, Phi Nhung thường xuyên về ở Việt Nam. Tôi không xài Internet nên không theo dõi các sinh hoạt của cô. Một hôm tôi đi show ở Atlantic City gặp lại Phi Nhung. Bữa đó tôi mang cuốn sách kỷ niệm sân khấu vừa mới in. Phi Nhung bảo tôi, chú để con bán cho chú. Nhưng con nói trước là con sẽ tăng giá mỗi cuốn 5 đồng. Chú cho con số tiền dư để con về làm từ thiện ở Việt Nam. Rồi cô vắn tắt kể lại, tôi dự án nuôi trẻ mồ côi của cô. Tôi rất cảm động vì trước đó tôi cũng đã biết Phi Nhung hay về quê mình, nấu những bữa ăn tập thể mời các cụ cao niên đến họp mặt. Giờ lại thêm dự án nuôi trẻ mồ côi, mà dự án này thì sẽ rất vất vả vì nó mang tính lâu dài. Tôi bảo, để chú ra với cháu, chú ngồi ký sách, cháu thâu tiền. Có mấy chục cuốn thì nhanh lắm, cháu lấy hết đi chứ tăng giá 5 đồng thì đâu có được bao nhiêu. Bây giờ thì tất cả đều đã qua đi. Phi Nhung nằm xuống, khán giả thương tiếc vì tài năng đa dạng của cô. Nhưng hơn thế nữa, tiếc thương vì trái tim hiền mẫu của cô đối với các em mồ côi tại quê nhà. Vĩnh biệt Phi Nhung chú ngạn Canada. Cảm ơn. Xin cảm ơn MC Kỳ Duyên. Rồi em cầm cái này luôn ha. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ để liên tục chương trình văn nghệ, trước khi liên tục chương trình văn nghệ, Ngọc Hân cũng xin nhắc lại một lần nữa, xin quý vị vui lòng mình để điện thoại của mình là chế độ rung nha quý vị, đừng để tiếng điện thoại rung, và nếu cần nói chuyện điện thoại xin quý vị bước ra ngoài để giữ không khí trang nghiêm và thành kính cho buổi lễ tang, cũng như là khi trước khi quý vị bước lên trên bàn thờ thì xin quý vị vui lòng đừng sử dụng điện thoại để chụp hình và quay phim, để giữ không khí trang nghiêm cho buổi lễ. Ngọc Hân xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ để liên tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ bà Tám, nữ nghệ sĩ Cam Thơ. Cam Thơ xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong hôm nay và tất cả quý vị khán giả đang xem livestream trên trung tâm Thúy Nga. Cam Thơ thì kỷ niệm về Phi Nhung thì không có nhiều lắm, nhưng mà rất là có duyên với những ngày gần đây, bởi vì Cam Thơ rất là may mắn là được làm bạn của chị của Phi Nhung, đó là Trizy Phương Trinh. Thì mấy ngày gần đây Cam Thơ cũng đến đây để mà chuẩn bị cái công tác và cho cái lễ tang này, và sáng sớm là đã đến đây, đi từ chùa Giác An và đến chùa Huệ Quang. Nhưng mà có một cái kỷ niệm đối với Phi Nhung là lúc về Việt Nam với Trizy Phương Trinh làm từ thiện, đến quán chay của ca sĩ Phi Nhung ăn nhưng mà không có gặp Phi Nhung. Thì qua ngày hôm sau Phi Nhung mới mời Cam Thơ và Trizy Phương Trinh đi chơi. Cam Thơ nhớ là lúc đó buổi tối Phi Nhung dắt hai đứa đi vô một cái bar club. Một cái club mà giống như là nhạc giật, nhạc nhạc mà của tuổi teen á. Thì tự nhiên vô ngồi nhìn quanh nhìn quốc thấy, ủa thằng là trẻ không? Rồi Phi Nhung mới nói, trời ơi, sao ở đây tuổi teen không mà tự nhiên có ba bà già ngồi ở đây, mắc cười quá. Thì cái đó là cái kỷ niệm mà Cam Thơ nhớ. Và hôm nay Cam Thơ đến đây để hát một bài hát, mà bài hát này Cam Thơ nghĩ là rất là thích. Cái lời bài hát này là: xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan, để vào một đời sống mới. Cam Thơ nghĩ là đạo Chúa
và đạo Phật thì cũng giống như nhau, cũng dạy cho chúng ta những điều tốt. Câm Thơ là một người Công giáo và Phi Nhung là một người Phật tử. Câm Thơ xin được tặng cho quý vị bài hát để tiễn đưa Phi Nhung lần cuối. Đó là bài hát Giả Từ của Linh Mục Huy Hoàng. Xin cảm ơn. Chào tất cả tôi ra đi. Tôi ra đi, đi về nhà cha dấu yêu. Một lần cuối xin giã từ, một lần cuối xin vĩnh biệt. Vĩnh biệt bao người tôi giấu.
xin cảm ơn. Xin cảm ơn nữ nghệ sĩ Cam Thơ. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa. Dạ, cảnh sát Westminster đang tới thô xe. Cho nên là nếu như quý vị nào mà đậu xe ở dọc lề đường, trước chùa Huệ Quang, xin quý vị vui lòng chúng ta ra, chúng ta ta dời xe của chúng ta đi một chỗ khác để đậu, rồi chúng ta trở lại với chương trình nha quý vị. Dạ. Và bây giờ kính thưa quý vị, để liên tục chương trình tưởng niệm nữ nghệ sĩ Phi Nhung, thì quý vị biết là lúc mà chị đi thì có rất nhiều khán giả đã nói là anh Chí Tài đã đến đón chị và hai anh em thân thiết đã gặp nhau và đang mỉm cười với nhau song ca Ngựa Ô Thương Nhớ ở trên 9 tầng mây. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ người hiền thê của cố nghệ sĩ Chí Tài, người mà tất cả chúng ta thân thương gọi là bé heo. Dạ đúng rồi, chị Phương Loan. Chị ơi, vào đây với em. Rồi, chị bé heo chào mọi người cái đi. Phương Loan xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay đến đây nhưng mà vẫn còn rung lắm, bởi vì cái hình ảnh mà cái người thân cứ ra đi nó liên tiếp sợ lắm. Và có thể nói là hôm nay đại diện cho anh Chí Tài, dù là đi rồi, anh là người rất là thương Phi Nhung. Phi Nhung lúc nào nói anh ơi hát bè cho em, đàn cho em, là anh Tài lúc nào cũng sẵn sàng. Giấc mơ cánh cò, Ngựa Ô Thương Nhớ nay đã bay về một nơi rất là an bình, không lo âu, không suy nghĩ, và sẽ được ngủ nhiều như anh Tài vậy đó. Phi Nhung ơi, chị bé heo rất thương em, nhớ hoài những món quà em gửi cho chị bé heo. Đặc biệt Phi Nhung lúc nào cũng gửi những con heo bằng gỗ mun, đẹp thiệt là đẹp, nặng thiệt là nặng, và càng lao thì càng bóng. Bên nhà anh Chí Tài vẫn còn vài con, sau này khi mà hết dịch rồi thì bé heo sẽ về bên đó và đem về nhà bé heo nữa. Thương Phi Nhung lắm, chúc em ngủ ngon và sẽ được anh Tài đàn hát bè mỗi ngày với em. Thương em, love you always, Phi Nhung. Quý vị có tin là hiện giờ là anh Chí Tài với chị Phi Nhung đang ở đây với chúng ta không quý vị? Quý vị có tin là hai anh em thấy được tình cảm của chúng ta dành cho hai anh em và đang mỉm cười rất là vui không ạ? Dạ. Cảm ơn chị bé heo. Kính thưa quý vị, đứng đây em chút xíu em giới thiệu xong mình đi vô chung luôn nha. Và bây giờ để liên tục chương trình văn nghệ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phi Nhung, xin quý vị giúp Ngọc Hân chào đón. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Thì mình đi vô nè. Dạ, kính thưa quý vị, và bây giờ thì Nhung đã chia sẻ rồi, cho nên là Nhung xin phép được hát luôn một bài hát mà Nhung xin được dành tặng cho tấm lòng một người mẹ bao dung như chị Phi Nhung của chúng ta, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến. Xin mời quý vị đến với nhạc phẩm được mang tên Mẹ Tôi. Mời quý vị lắng nghe ca khúc này ngay sau đây. Xin cảm tạ quý vị rất nhiều. Những câu ca cổ cho em nằm mơ,
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng, nhìn cha thương cha chỉ lớn không phải. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc vôi em cho tuổi già úp mà. Sự ra đi rất là bất ngờ của nữ ca sĩ Phi Nhung để lại rất nhiều tiếc thương cho tất cả chúng ta là những người ở lại. Thì điều mà chúng ta có thể làm là tiếp nối lối sống rất đẹp của chị
Và nếu có thể tiếp nối những cái di nguyện, những ước nguyện mà chị, những tâm nguyện mà chị vẫn chưa có kịp hoàn thành và chị vẫn chưa trọn vẹn. Và một trong những tâm nguyện đó là tiếp tục giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn mình, cũng như là có thể xây dựng được một cái trường Việt ngữ cho các em sinh ra và lớn lên ở đây, có một nơi đến là kế tỉnh xá Giác An, thì các em có thể đi học tiếng Việt để mình tiếp nối truyền thống và văn hóa của người Việt Nam mình. Thì như là quý vị thấy là kế bên bàn thờ của chị thì có một cái thùng quyên góp cho tất cả những quý vị có thể thay vì tiền phúng điếu thì mình góp vào quỹ từ thiện của chị Phi Nhung và bé Wendy. Và còn một cách nữa thì ban tổ chức vừa cho anh Khánh Hoàng và Ngọc Hân được biết, thì xin mời anh Khánh Hoàng chia sẻ. Vâng, tăng quyến cùng với ban tổ chức tăng lễ thì có một cái ý kiến như thế này. Khánh Hoàng biết rằng tất cả quý vị đến đây tham dự chương trình này với một tình thương dành cho nữ ca sĩ Phi Nhung rất là nhiều. Và có nhiều quý vị muốn lưu giữ một vài cái kỷ niệm gì đó với nữ ca sĩ Phi Nhung, cho nên ban tổ chức tang lễ và tang quyến cũng có nhã ý là sẽ gửi những tấm hình này cho những quý vị tham dự. Quý vị muốn có một tấm hình của nữ ca sĩ Phi Nhung ở nhà để mà chúng ta cùng ngắm mỗi ngày không, quý vị? Quý vị muốn không ạ? Đây, chúng tôi có tổng cộng là 30 tấm hình mà Khánh Hoàng ra một cái idea này và ban tang lễ ra một cái idea này. Thì mong rằng tất cả quý vị khán giả, nếu mà yêu mến Phi Nhung, có thể ủng hộ cái chương trình đặc biệt này. Dạ. Mời Ngọc Hân chi tiết hơn. Bây giờ mình có thể cho phép anh Khánh Hoàng và Ngọc Hân xin xin ý kiến của quý vị trước đã. Thì mình có 30 tấm hình của chị Phi Nhung như thế này và có khung lộng rất là đẹp. Thì thứ nhất là mình đem về mình giữ làm kỷ niệm với chị Phi Nhung, và thứ hai nó có một ý nghĩa thiêng liêng và cao đẹp hơn nữa là mình thay mặt chị Phi Nhung và giúp chị Phi Nhung mình làm từ thiện, tiếp nối những cái ước nguyện của chị. Thì bây giờ một tấm hình như thế này, nếu như quý vị nào có lòng hảo tâm thì mình gửi lại cho quỹ từ thiện Wendy và Phi Nhung ít nhất là 100 đồng. Dạ 100 đồng thôi quý vị, 100 Mỹ Kim thôi, cho hơn cũng được. Dạ. Dạ thì nếu như mà quý vị có ủng hộ thì xin quý vị ra ngoài một cái bàn ở ngay kế bên cái lều kỹ thuật đó quý vị, thì gặp mà chuyên gia makeup artist Nhật Bình. Xin quý vị để lại tên và số điện thoại của mình. Thì sau khi tang lễ diễn ra thì ban tổ chức sẽ liên lạc và gia đình sẽ liên lạc với quý vị để mà gửi cho quý vị những tấm hình này ạ. Vâng, và Khánh Hoàng xin được mở hàng trước. cho. Dạ được, được. Vâng, và mong rằng tất cả quý vị nếu có như muốn hình ảnh này một lần nữa, quý vị ra ngoài kia ghi tên và gửi tiền cho ban tang lễ thì chúng tôi sẽ ghi số phone và sẽ đem lại từ nhà, hoặc quý vị có thể lại nhà pick up lại nơi pick up cái hình này. Hoặc đúng là không là nếu mà quý vị ở lại đây đến giờ chót mình thắp nến mình cầu nguyện cho nữ ca sĩ Phi Nhung thì sau lễ thì quý vị cũng có thể nhận hình luôn nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Rồi. Bây giờ tiếp tục chương trình văn nghệ Ngọc Hân ha. Bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca. Kính thưa quý vị thì kính thưa quý vị, đây là một tiếng hát mà lần đầu tiên mà sau khi thắng giải cuộc TV Star lên sân khấu Trung tâm Thúy Nga thì anh đã hát song ca với chị Phi Nhung và cũng có rất là nhiều những kỷ niệm với nữ ca sĩ Phi Nhung. Kính thưa quý vị, quán quân của cuộc TV Star, nam ca sĩ Đặng Hà Duy. Dạ, trước hết Đặng Hà Duy xin mến chào tất cả quý vị thân mến. Và để gửi lời chia buồn đến gia đình của Phi Nhung và cũng như các anh chị em ca nghệ sĩ của trung tâm Thúy Nga. Đặng Hà Duy rất là xúc động là được nghe tin Phi Nhung qua đời. Anh em kết nghĩa mà cũng không biết làm sao để nói được những cái cảm xúc của mình. Và Hà Duy đến đây để chia buồn cùng tất cả quý anh chị em nghệ sĩ cũng như gia đình. Và sau đây một bài hát Đặng Hà Duy sẽ gửi đến tặng cho tất cả quý vị, nhạc phẩm Đôi Ngà Chia Ly. Đây cũng là một lời chia buồn cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị. Bằng nhạc cho em là La Thứ Rumba. Yeah. Bên nhau
nhau ta nhắc chuyện ngày qua, cho mối duyên thêm mặn mà. Em ơi, nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Em ơi em hỡi, duyên tình dù có thương đau nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không úa màu. Em ơi em ơi, xuân về nào có đâu xa, nếu mà mỏi gối buồn ba anh về nối lại tình ta. Em ơi, nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biển ly, thêm vẫn vương làm gì. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách. Em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Dù có thương đau nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không úa màu. Em ơi em ơi, xuân về nào có đâu xa, nếu mỏi gối buồn ba anh về nối lại tình ta. Em ơi, nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu khi biệt ly, thêm vẫn vương làm. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách. Em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Đặng Hà Duy xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn Đặng Hà Duy rất nhiều. Khánh Hoàng biết rằng các ca sĩ ngày hôm nay hát rối cảm xúc của mình,
Cho nên quý vị sẽ cảm nhận được cái cảm xúc đó qua từng lời hát, từng bài ca. Và quý vị muốn ca sĩ đó hát nữa, nhưng mà rất tiếc chương trình còn rất dài, còn rất nhiều những người nghệ sĩ muốn góp giọng hát của mình để mà tiễn biệt Phi Nhung. Bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị chào đón một người đàn anh trong nghệ thuật cải lương. Mời quý vị cùng chào đón nghệ sĩ Chí Tâm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngôi chùa này Chí Tâm cũng đã gắn bó nhiều năm, nhưng mà ngày hôm nay thật vô cùng xúc động. Nơi khuôn viên này chúng ta đã từng cử hành những đại lễ như Phật Đản, Vu Lan của chùa Huệ Quang tổ chức. Nhưng mà hôm nay với tinh thần yêu mến những người Phật tử, như là Phật tử Tịnh Bình, Phật tử Tịnh Bình tức là pháp danh của Phi Nhung. Dạ. Em Phi Nhung đối với nghệ sĩ Chí Tâm, mình chắc chắn là mình nói ra thì có nhiều xúc động mà mình không thể nói được. Mà người nhân chứng mà biết Chí Tâm đến để dạy đờn tranh cho Phi Nhung, đó là Trizy Phương Trinh. Những ngày Chí Tâm ở Houston thì Phi Nhung đến hát ở trong phòng trà của CBC. Gặp Chí Tâm thì Phi Nhung rất mừng, là vì Chí Tâm rất là thần tượng bài hát Lan và Điệp. Thì Phi Nhung là một người vô tư, nói những điều mà xuất phát từ trong tấm lòng của Phi Nhung. Anh Chí Tâm ơi, em rất là thích anh Chí Tâm hát trong Lan và Điệp, và em hy vọng rằng em sẽ hát với anh Lan và Điệp. Anh hãy về Cali đi, anh đừng ở Houston, anh về Cali rồi anh em mình đi show chung với nhau. Thì Chí Tâm nghe theo lời đó, mà Chí Tâm trở về Cali. Rồi anh em chúng tôi cũng từng gặp nhau ăn uống, và có những buổi gặp nhau để mà dạy đờn tranh cho Phi Nhung, rồi tập bài hát giọng cổ nhịp nhàng cho Phi Nhung. Và những người sau này tiếp nối tập cho Phi Nhung những bài vọng cổ đó là Văn Hoàng. Mà Văn Hoàng là người nhạc sĩ cổ nhạc ở tại California, ở Orange County của chúng ta rất là nhiều năm. Và hôm nay thì ngày hôm nay trở lại California, trở lại Orange County, không ngờ lại là lần đưa tiễn Phi Nhung về với Phật, về nơi cõi vĩnh hằng. Thì thôi, cuộc đời, số mệnh, mình cũng tuân theo luật vô thường của Đức Phật đã chỉ dạy. Mình hãy chấp nhận số phận đó, và em, kẻ trước người sau, em đi an nghỉ, và người chúng ta cũng lần lượt cũng phải bước qua con đường sanh lão bệnh tử này. Một bài hát mà anh Chí Tâm muốn tiễn đưa Phi Nhung, đó là một bài hát mới, bài hát Chí Tâm sáng tác. Thường thường Phi Nhung dính với những cái bài nhạc quê hương mà có cái chữ bậu với chữ qua. Chữ qua với chữ bậu này á, nó là một cái tiếng rất là thân thương ở miền Nam. Mà em là người ở Pleiku, người miền Trung Pleiku mà vào trong miền Nam, mà đã thành công với những bài hát dân ca, những điệu cải lương quê mẹ. Quê mẹ thì ở Pleiku, nhưng mà tất cả đều là quê mẹ của Phi Nhung, là vì quê cha của em là ở đây, cho nên em đã về lại quê cha. Thì bài hát của Chí Tâm sáng tác được mang tên Phi Nhung sao bậu nở đành. Cũng nói thêm là cái lúc mà Chí Tâm đến dạy đờn tranh cho Phi Nhung thì bé Wendy mới có vừa 6-7 tuổi gì thôi, còn đi chập chững trong nhà với mẹ. Vâng. Bầu ơi sao bầu nở đành, để bao mơ ước
lặn theo mây, sông quê nước chảy với đầy, trời cao ghen ghét rồi sao bầu ơi, xa thật rồi sao, để hòa nhớ bầu xuyên sao tất nghề lòng. Em lê cu má đỏ môi hồng, xuôi dòng sông Hồ về đồng lúa xanh, yêu quê hương thương tình đất mẹ, giọng ngọt ngào tiếng hát nỉ non, giấc mơ cánh cò nuôi đàn con thơ, tấm lòng nhân hậu sắc son tình người. Giấc mơ cánh cò nuôi đàn con thơ, tấm lòng nhân hậu sắc son tình người. Chuyện tình thời chiến tranh loạn lạc, người lính diện chính yêu cô gái Việt. Khi trở về xứ xa quên lời hứa hẹn, bỏ lại người thương chờ đợi tháng năm già. Giọt máu rơi chưa tròn vẹn hình hài, đất lê cũ bụi mù gió cuốn, em chào đời mà không thấy mặt cha. Mẹ em bị gia đình ruồng bỏ rẻ khinh, vì sinh con lai tổ tiên không thừa nhận. Ông bà ngoại thương tình nuôi nắng chờ che, nhưng cũng đắng lòng vì đứa cháu lai dị chung. Gửi là Tuyết Lan, gửi con cho ngoại để mẹ còn tái hồn. Đến tuổi 12 mẹ đem về lại gia đình, phụ mẹ kiếm cơm chăm sóc em khờ, cùng mẹ gác cha những em vui lòng cam chịu, vất vả cơ hàng hạnh phúc cũng mong manh. Duyên số mẹ con sao mà quan nghiệt, mẹ bệnh qua đời em phải chịu mồ côi. Không biết mặt cha nay lại đành mất mẹ, chim trắng mồ côi lận đận tấm thân gầy. Năm tháng dần trôi theo con nước dơi đầy, bốn ba lắm cũng qua thời bỉ cực, em đến được Hoa Kỳ theo diện con lai. Khổ tận cam lai qua thời tuổi dài, trời Phật thương tình ban giọng hát cho em. Tiếng hát Phi Nhung như cánh cò bay lượn, hình bóng quê nhà thấm đượm những lời ca. Em đã tỏa sáng trên vòm trời hải ngoại, dòng nhạc buồn hay tân cổ giao duyên. Khắp bốn phương trời bao khán giả yêu thương, em về biệt thự bông điên điển sông quê.
kể chuyện làm dấu qua ngựa ô thương nhớ. Điều buồn phương Nam chiều lên ban thường, áo mới cà mau nghe bình dị ngọt ngào. Cam cảnh mồ côi nên Phi Nhung nhận trẻ về nuôi cho con khờ có mẹ. Mái ấm tình thương chan hòa hạnh phúc, xoa dịu nỗi khổ đau cho những tấm thân còn nhỏ dài cơ. Nói gương Đức Phật từ bi, lòng nhân ái dân tràn, pháp danh tịnh bình quy y Tam Bảo, học hành lành bố thí vị tha. Rồi cơn đại dịch lan tràn gieo tan tóc cho thế gian, cả nước đã cùng nhau tìm phương chống dịch, bầu dấn thân giúp người không màng tính mạng. Dịch đã nhiễm lây bầu dương bệnh nguy nạn. Ý chí quật cường mong ngày bình phục, bệnh viện cũng tận tình chữa trị cứu nguy. Nhưng duyên số không may, hồng nhan bạc mệnh, mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiên bạch đầu. Bậu đã bay qua khắp cùng năm châu bốn biển, nay bậu cũng được bay trở về châu Mỹ quê cha. Đứa con đầu đời nghẹn ngào khóc mẹ, bên di ảnh lặng buồn bao dòng lệ xót xa. Trăng buồn tháng tám mùa thu, Phi Nhung về cõi thiên thu vĩnh hằng. Phi Nhung ơi Phạm Phi Nhung, bầu đi để lại ngủ cung bồng cầm. Bầu đi bỏ nghiệp ca cầm, điều người thương tiếc gọi thầm Phi Nhung. Tiễn biệt em. Cảm ơn quý vị. Quá tuyệt vời, quá ý nghĩa đúng không thưa quý vị? Và quá có lòng, xin cảm ơn anh Chí Tâm rất là nhiều. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ Chí Tâm. Kính thưa quý vị và người nữ ca sĩ trẻ tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ. Quý vị biết cô qua cuộc thi American Idol và là tiếng hát trẻ nhất mới nhất của Trung tâm Thúy Nga. Mà quý vị biết là từ xưa đến giờ là quý vị biết cô qua những bài hát bằng tiếng Anh và đặc biệt là nhạc trẻ đúng không ạ? Ngày hôm nay vì Phi Nhung, quý vị sẽ lần đầu tiên nghe Myra Trần hát nhạc quê hương, hát nhạc dân ca. Và Ngọc Hân cũng xin nói thêm là từ lúc mà nữ nghệ sĩ Phi Nhung qua đời thì bài hát này là cũng được rất là nhiều quý khán giả nghe lại, cho nên là bài hát này cũng tạo rất là nhiều cảm xúc cho Myra. Cho nên hôm nay Myra sẽ xin phép nữ ca sĩ Phi Nhung hát bài này cho chị, cũng như là xin phép quý khán thính giả cho Myra hôm nay được lấn sân một chút từ nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc sẽ hát nhạc dân ca nha quý vị. Và quý vị giúp Ngọc Hân lên tinh thần cho Myra. Một tràng pháo tay thật lớn cho Myra Trần và một sáng tác của nhạc sĩ Hamlet Trương, Bầu ơi đừng khóc. Cho em được kính chào chị Phi Nhung. Và cho Myra xin gửi lời chào đến tất cả quý vị ngày hôm nay. Khi mà được biết tin chị Phi Nhung qua đời thì Myra đã nghe, vô tình nghe ca khúc này ở trên mạng và rất là thích, và đã nổi da gà và đã khóc rất là nhiều về ca khúc này qua giọng hát của chị Phi Nhung. Thì chị Phi Nhung ơi, ngày hôm nay em xin phép chị cho em được hát lại, cover lại ca khúc này để tiễn chị một đoạn cuối trên đường chị về nơi Phật quốc. Và xin gửi tất cả quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Hamlet Trương, ca khúc được mang tên Bầu ơi đừng khóc. Cho em pha thứ ạ.
Bầu ơi em đang buồn ai lắm phải không? Mà ra ngồi khóc cho mờ phai má hồng. Bầu ơi em đừng khóc. Bầu ơi em nhìn coi khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười. Dòng quay đêm nay là con số gì đây? Từng dòng quay mà ngỡ như đời xoay tháng ngày. Bầu ơi con đường đó dù cho ai cười khinh, khán giả thương mình thì con sân khấu. Là con tương lai. Bầu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau, họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn đời bắt đầu, thế nhưng mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình. Cho gia đình của chị Phi Nhung và đặc biệt là Wendy sẽ được may mắn, thật là bình an trong thời gian tới. Và em cầu mong cho chị Phi Nhung hãy buông bỏ tất cả mọi thứ và bình an đi về nơi Phật quốc. Dạ. Xin cảm ơn bài ra. Một bài hát vô cùng cảm động cho quý vị. Và một lần nữa xin mời quý vị một tràng vỗ tay để mà ủng hộ tinh thần cho những người nhạc sĩ của chúng ta. Đầu tiên đó là One Man Band Hoàng Duy Tân và violin Dương Thanh Thảo, và đặc biệt tay đờn cổ nhạc cũng là sư phụ của Phi Nhung, hướng dẫn Phi Nhung hát những bài hát cổ nhạc, đó là nghệ sĩ Văn Hoàng. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ hát tưởng nhớ nữ ca sĩ Phi Nhung, Khánh Hòa sẽ mời quý vị cùng chào đón một người nữ ca sĩ từ Texas cũng bay qua đây viếng nữ ca sĩ Phi Nhung và cùng lên đây hát một bài hát tiễn đưa Phi Nhung. Mời quý vị cùng chào đón nữ ca sĩ Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Sáng nay Ngọc đã đến với chị rồi và cũng chia sẻ rất là nhiều. Bây giờ thì Ngọc lại đến đây một lần nữa để hát với chị, giống như là chị còn sống mà Ngọc được hát chung sân khấu với chị vậy. Và ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa. Ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau. Để khi bây giờ chị có ra đi thì mọi người vẫn nhắc tên chị, vẫn nhớ đến chị trong trái tim của mình. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt ghé mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau vùi lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, còn trong mưa gió biết ai vô về, bàn tay nào đưa anh trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng u phiền em quên. Mộng thành mây bay đi còn gì trên đôi tay, nên thầm hơn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn những tiếng chim non thì thầm cho mình mãi gọi thầm tên nhau. Thành mây bay đi còn gì trên đôi tay, nên thầm hơn dối mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn những tiếng chim non thì thầm cho mình mãi gọi thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn những phút yêu thương ngày đầu cho mình nhớ.
chị một đoạn đường. Chị ơi, những gì chị làm, những gì chị làm, đó là một tấm gương cho chúng em cần phải học hỏi, chúng em cần phải dành cho nhau nhiều sự yêu thương nữa. Chị là một người phi thường, chứ không phải là Phi Nhung nữa, mà là phi thường. Một người chị, một người mẹ quá tuyệt vời. Chị ơi, bây giờ chị hãy đi đến nước trời nhé. Đi đến một nơi mà sẽ không còn mệt mỏi và thị phi, đau buồn nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây với chị. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Hồng Ngọc đã bay từ Dallas, Texas qua đây. Và kính thưa quý vị, hồi nãy giờ trong livestream, từ lúc mà chúng tôi thông báo ý nguyện của tang gia và ban tổ chức tang lễ là chúng tôi có 30 tấm hình của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thì nếu như quý vị có lòng thương yêu nữ ca sĩ Phi Nhung và muốn tiếp nối con đường làm từ thiện của chị, đóng góp vào quỹ của Phi Nhung, chị Phi Nhung và bé Wendy để mà xây một trường Việt ngữ ở ngay kế bên tỉnh Sa Giác An tại Nam Cali, cũng như là giúp đỡ cho những nạn nhân Covid tại Việt Nam, thì cứ mỗi tấm hình như vậy thì xin quý vị gửi lại cho Tang Quyến 100 Mỹ Kim hoặc là nhiều hơn cũng được. Tại vì ở đầu livestream đến giờ thì Ngọc Hân thấy là có rất là nhiều khán giả ở tiểu bang xa, có người gọi vào là muốn là donate là 500 Mỹ Kim hoặc là những số tiền khác nhau. Thì chúng tôi có một cái số điện thoại để cho quý vị ở tiểu bang xa có thể liên lạc, hoặc là quý vị đang hiện diện ở đây mà muốn liên lạc là 714-234-8066, 714-234-8066. Đây là số điện thoại của nhà của makeup artist là anh Nhật Bình. Xin quý vị liên lạc để mà mỗi người chúng ta có thể có một tấm hình kỷ niệm của chị Phi Nhung, cũng như là tiếp tục con đường làm từ thiện của chị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ để liên tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay là một tiếng hát thân thương của một người đàn em rất là thương yêu của nữ nghệ sĩ Phi Nhung. Xin quý vị giúp Ngọc Hân chào đón, kính thưa quý vị, nam ca sĩ Quang Lê. Quang Lê xin kính chào quý vị. Hôm nay Lê có đôi lời nói với chị. Khi mà ở bên Mỹ thì chỉ gặp nhau sau hậu kỳ thôi. Nhưng mà khi Lê mới về Việt Nam đầu tiên ấy, là Nhung đã giúp cho Lê rất nhiều. Mọi người khi mà Lê về Việt Nam ấy, thì mọi người có thể là xa lánh Lê một chút nào đó, nhưng mà riêng Nhung thì Nhung rất là gần gũi. Nhung nâng đỡ cho Lê và tạo điều kiện cũng như kết nối cho Lê nhiều thứ lắm. Em nhớ khi chị mở cái nhà hàng á, chị thấy em mập, chị nói bữa nay ăn chay đi. Rồi lúc mà đi chụp hình thì chị còn mua đồ ăn cho Lê nữa, để cô nói ra tiệm chị ăn đi, mà nhất định là tiền không có lấy. Cô nói là em tới đây em ăn đi, em ăn đồ chay cho mau ốm. Thì như vậy đó. Thì đã mấy tuần rồi Quang Lê chỉ theo dõi thông tin ở nhà qua social media. Thì hôm nay mới đứng đây, mới chia sẻ, mới làm, mới nói những cái lời này để cho lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và hôm nay không hề là một ngày vui đối cho tất cả. Và một bài hát mà Quang Lê biết chị cũng rất là thích, xin hát tặng chị nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, Ngày Buồn. Gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi,
ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau chọn một số kiếp. Em nói gì, em ước gì, em hứa gì, ôi bao nhiêu lời mà nồng nấy gửi về đâu. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu chưa úa hoen mi. Đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa yêu nhau, chỉ cần hai đứa thương nhau, giờ thì cùng yêu mà yêu với trời. Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cười. Thôi hết rồi em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dập nát hồn gì. Lệ sầu chưa úa hoen mi, đôi ta cùng mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa yêu nhau, chỉ cần hai đứa thương nhau, giờ thì cùng yêu mà yêu với trời. Mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cười. Thôi hết rồi em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dập nát hồn cùng. Thôi hết rồi em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dập nát hồn. Xin cảm ơn quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn Quang Lê. Vâng, và một lần nữa thì Khánh Hoàng xin đọc lại cái số điện thoại để cho tất cả quý vị khán giả nào đang theo dõi chương trình livestream có thể gọi vào để mà ủng hộ cái tấm hình này. Và Khánh Hoàng mới được Twizy thông báo cho Khánh Hoàng đó là anh Tuấn Denver. Anh Tuấn Denver đã ủng hộ một tấm hình của Phi Nhung với giá trị là 5.000 Mỹ Kim. Dạ, xin cảm ơn anh Tuấn. Nếu mà anh Tuấn đang theo dõi chương trình này thì đây một tràng pháo tay dành cho anh. Và một lần nữa số điện thoại đó là 714-234-8066, 714-234-8066. Và quý vị nào mà đứng block đường bên kia thì xin quý vị có thể nào mà thông thoáng một chút xíu cho những khán giả đằng sau có thể coi được cái chương trình này của ca sĩ hát. Và một lần nữa Khánh Hoàng cũng xin giới thiệu tới quý vị, hồi nãy giới thiệu anh nhạc sĩ này mà ảnh đi đâu mất tiêu rồi, bây giờ ảnh mới trở về ảnh ngồi đây. Khánh Hoàng xin được trân trọng giới thiệu một lần nữa người mà Phi Nhung gọi là sư phụ, bởi vì những bài cổ nhạc anh là một người một tay đã chỉ Phi Nhung hát những bài hát cổ nhạc, đó là nghệ sĩ rất hiếm quý trong làng cổ nhạc, anh nghệ sĩ Văn Hoàng.
Và sự ra đi của Phi Nhung cũng để lại cho anh một sự buồn và tiếc nuối, vô cùng tiếc nuối. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình văn nghệ để tưởng nhớ nữ ca sĩ Phi Nhung. Khánh Hoàng xin mời quý vị cùng chào đón một cặp song ca mới vừa ghép đôi với nhau, nhưng mà được sự ủng hộ của rất nhiều quý vị khán giả ở khắp mọi nơi bởi sự tình tứ lãng mạn rất là ngọt ngào với nhau. Mời quý vị cùng chào đón cặp song ca Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà. Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tưởng niệm chị Phi Nhung ngày hôm nay. Và Châu Ngọc Hà có đôi lời với chị Phi Nhung một tí xíu. Hôm nay Châu Ngọc Hà và anh Ngọc Ngữ đến để tiễn chị một lần cuối. Có nhiều cái kỷ niệm của em với chị, nhưng mà em cũng biết rằng là thời gian có hạn, cho nên em chia sẻ rất là nhanh thôi. Em chỉ nhớ một kỷ niệm với chị trên sân khấu. Chị là người đàn chị đi trước em, nhưng mà một cái hành động của chị làm cho em phải nhớ tới suốt đời. Đó là khi mà kết thúc chương trình Best by Night thì tất cả các ca sĩ đều lên sân khấu để chào khán giả. Thì lúc đó chị có một người fan chạy lên tặng chị một bó hoa. Thì chị đứng kế bên em, chị đưa liền bó hoa cho em. Thì em nói thôi chị, thôi của chị, khán giả tặng chị thì thôi em không có nhận. Em nhất định không nhận, nhưng mà chị cũng nhất định nhét vào tay của em. Chị nói rằng là em nhận đi, em cầm hoa đi để em lên hình cho đẹp, vì em mới vào trung tâm. Còn chị lâu rồi thì chị muốn em có hoa để em lên hình cho đẹp. Thật sự quý vị biết không, là cái hành động đó đến bây giờ không bao giờ quên được trong cái cuộc đời đi diễn của mình. Em biết chị là một người chị, một người nghệ sĩ mà chị ra đi hàng triệu triệu người ai cũng yêu mến chị và cầu nguyện cho chị. Nhưng mà đối với em, chị là một người chị, một người đồng nghiệp mà em đáng kính nhất trong cái dòng nhạc quê hương của em. Và bây giờ thì có nhiều lời, nhưng mà em nghĩ rằng cái bài hát sau đây sẽ là một cái lời ý nghĩa, rất là ý nghĩa trong cái bài hát này. Đó là trong bài hát, quý vị nghe kỹ bài hát là: tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi, trường quen vắng ta, nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài vuông cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi, khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi người. Và bây giờ bài hát này cũng giống như cuộc đời của chị. Chị đã cho mọi người rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị và chị Phi Nhung cùng nghe tụi em hát nha. Bài hát mang tên Qua Cơn Mê, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Còn
chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Chương quên vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em hồng hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dông, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Ngữ với Hà có muốn nói gì nữa không? Rồi, rồi, cảm ơn Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà. Kính thưa quý vị, Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà. Và kính thưa quý vị, trước khi tiếp nối chương trình văn nghệ tưởng niệm nữ ca sĩ Phi Nhung, thì chúng tôi có nhận được lời chia buồn từ thầy Phó Tế thầy Sáu Vũ Thành An, tức là nhạc sĩ Vũ Thành An, cho phép Ngọc Hân được đọc và lời nhắn của nhạc sĩ Vũ Thành An. Và xin quý vị, mình có đi đó thì quý vị đừng đi ngang camera, đừng đi ngang màn hình ở đây được không ạ? Mình bọc ở đằng sau bên kia mình đi, xin quý vị vui lòng giúp cho ban tổ chức và tăng quyến, xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là lời chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Thành An. Vũ Thành An xin kính gửi lời chia buồn đến Wendy và tăng quyến vì nỗi đau đớn quá lớn về sự ra đi của Phi Nhung, một người nghệ sĩ khả ái. Xin cho hương hồn Phi Nhung được yên nghỉ trên nước Vĩnh Hằng. An tin tưởng rằng trời cao sẽ đón Phi Nhung và tưởng thưởng những việc bác ái mà Phi Nhung đã làm khi còn tại thế. Chúc cho Wendy và thân quyến của Phi Nhung, đặc biệt là 23 cháu nhỏ con nuôi của Phi Nhung, được bình an trong suốt cuộc đời. Vũ Thành An xin thành kính phân ưu. Xin cảm ơn nhạc sĩ thầy Sáu Vũ Thành An. Và bây giờ để liên tục chương trình văn nghệ tưởng niệm, xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ nam ca sĩ Tuấn Quỳnh. Tuấn Quỳnh xin kính chào mấy cô chú anh chị các bạn và chào thương thương. Dạ, Tuấn Quỳnh rất là đau buồn và thương tiếc khi chị Phi Nhung ra đi. Dạ, Tuấn Quỳnh không biết nói gì hơn. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình chị Phi Nhung và tất cả các người hâm mộ tiếng hát của chị Phi Nhung. Có lần Tuấn Quỳnh có một kỷ niệm được hát chung với chị Phi Nhung một lần. Đó cũng là kỷ niệm rất là quý. Dạ, không biết đó cho Tuấn Quỳnh sẽ gửi tặng chị Phi Nhung và cũng như quý vị một ca khúc, một sáng tác của anh Mạnh Quỳnh. Sáng tác của anh Mạnh Quỳnh, đó là nhạc phẩm Cát Bụi Tình Đời. Tuấn Quỳnh xin gửi đến quý vị. Thank you.
làm con người trong cuộc đời có bấy nhiêu năm. Ai vốn giàu sang, ai vốn kiếp bần hàn, ai lầu cao tột đỉnh huy hoàng, ai dái giàu một nắng hai sương, mai lìa đời nhắm mắt xuôi tay. Còn gì đâu thế xác không hồn, trong quan tài vùi xuống huy sâu. Còn lại gì nào quyền tước quy danh, hay chỉ là cát bụi. Có nhiều đêm trong giấc mơ vùi, tôi mơ đời chẳng dối lừa nhau. Người yêu người bằng lẽ sống con tim, nhân nghĩa đời đẹp từ trang thơ. Bao lứa đôi tròn mộng, người yêu người không thù oán hơn thù. Hỡi tình nhân yêu mãi muôn đời, đừng vì tiền phụ nghĩa phu thê, hay danh lợi quyền tước cao sang. Quên đi tình bạn bè xa xưa, ôi giấc mơ tuyệt vời, biết bao giờ tìm được ai ơi. Vì mai này khi giá từ kiếp sống nhân sinh, ai người thương, ai luyến nhớ đời đời. Bi mộ kia ghi khắc tên người, ôi lẽ thường chỉ bấy nhiêu thôi, đua đòi nhiều chỉ khổ thêm thôi. Này bạn ơi xin nhớ cho rằng, dù đường đời vạn nẻo về đâu, cuộc đời mình là bụi cát xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng. Cảm ơn anh Mạnh Quỳnh, bài hát rất là hay. Mơ vùi, tôi mơ đời chẳng dối lừa nhau. Người yêu người bằng lẽ sống con tim, nhân nghĩa đời đẹp từ trang thơ. Bao lứa đôi tròn mộng, người yêu người không thù oán hơn thù. Hỡi tình nhân yêu mãi muôn đời, đừng vì tiền phụ nghĩa phu thê, hay danh lợi quyền tước cao sang. Quên đi tình bạn bè xa xưa, ôi giấc mơ tuyệt vời, biết bao giờ tìm được ai ơi. Vì mai này khi giá từ kiếp sống nhân sinh, ai người thương, ai luyến nhớ đời đời. Bi mộ kia ghi khắc tên người, ôi lẽ thường chỉ bấy nhiêu thôi, đua đòi nhiều chỉ khổ thêm thôi. Này bạn ơi xin nhớ cho rằng, dù đường đời vạn nẻo về đâu, cuộc đời mình là bụi cát xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng ta. Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng ta. Xin cảm ơn nam ca sĩ Tuấn Quỳnh.
Kính thưa quý vị, Ngọc Hưng vừa nhận được tin nhắn của vợ chồng nữ ca sĩ Ngọc Hạ và anh Việt Anh. Thì Ngọc Hạ nhắn là: ca sĩ Ngọc Hạ xin gửi tin từ Việt Love Foundation, quỹ Việt Love Foundation xin gửi tới quỹ của nữ ca sĩ Phi Nhung 1.000 Mỹ Kim, cùng lời nguyện mong nữ nghệ sĩ Phi Nhung sớm về nơi an bình, nơi đất Phật. Xin cảm ơn chị Ngọc Hạ và anh Việt Anh. Và kính thưa quý vị, từ nãy đến giờ có rất là nhiều quý khán giả đã gọi vào số điện thoại của anh Nhật Bình. Bởi vì quý khán giả ở xa cho nên là không có nhận hình được, thì quý khán giả có nhã ý là đóng góp vào quỹ từ thiện của chị Phi Nhung và Wendy để xây trường Việt ngữ cũng như là giúp đỡ những nạn nhân Covid ở Việt Nam. Thì chúng tôi xin thông báo với quý vị là quý vị chỉ liên lạc với số phone của anh Nhật Bình khi mà quý vị muốn có một tấm hình để làm kỷ niệm thôi. Còn nếu như quý vị muốn đóng góp vào quỹ từ thiện của nữ ca sĩ Phi Nhung để tiếp nối cái tâm nguyện là làm từ thiện của chị, thì xin quý vị giao lì cho địa chỉ email là phinyungforever@gmail.com, phinyungforever@gmail.com. Xin thay mặt tăng quyến của nữ ca sĩ Phi Nhung xin chân thành cảm ơn tấm lòng rất đẹp của tất cả quý vị và sự yêu mến của quý vị. Và bây giờ để trở lại với chương trình văn nghệ, xin quý vị cùng gặp gỡ với chúng tôi tiếng nói và tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hạ Vi. Vi ơi. Thank you, Ngọc Hưng. Vi đứng đây nè. Hạ Vi xin mến chào tất cả quý vị. Nhung ơi, hôm nay Vi đến đây để tiễn đưa Nhung lần cuối. Nói về kỷ niệm thì Vi với Nhung có rất là nhiều. Từ lúc mình hát cho trung tâm tình, rồi đến trung tâm Vân Sơn, rồi đến trung tâm Thúy Nga, rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà nếu mà kể ra hết thì mình không có thời gian đâu. Cho nên là hôm nay Vi chỉ muốn nói rằng là Vi xin nguyện cầu cho Nhung ra đi thanh thản, nhẹ nhàng và sớm về đất Phật. Vi và tất cả bạn bè ở đây sẽ luôn nhớ đến Nhung. Và Vi xin mượn một bài hát này để tặng cho Nhung cũng như tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay và tất cả quý vị đang theo dõi livestream của Trung tâm Thúy Nga. Mời quý vị thưởng thức bài hát Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao của cố nhạc sĩ Lê Dinh. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Bây giờ trả lại chẳng
không sao. Lệ tuôn gối nhòa đêm dài rừng rừng nhà. Cuộc đời từ đây ô buồn ngang trái, để mình em đắng cay. Anh biết hay chăng, anh nói rằng trọn đời lòng nào lại quên. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, khán giả biết rằng quý vị rất rất thích là những người ca sĩ sẽ hát nữa, nhưng mà ngày hôm nay có rất nhiều những người ca sĩ chia sẻ những cái tâm tình của mình qua những bài hát. Và đặc biệt là ngày hôm nay, ngoài những quý vị khán giả tham dự buổi tang lễ trực tiếp ở nơi này, mà chúng ta còn có hơn 100.000 khán giả đang coi live trực tiếp chương trình này ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Và sẽ còn nhiều quý vị khán giả sẽ xem lại chương trình này nữa. Cho nên quý vị thấy nhiều khi ban tổ chức kêu các ca sĩ phải đứng ngay cái mic này để mà quay hình cho nó đẹp, hay là không quay xuống quý vị khán giả đây mà lại quay vô màn hình như thế này, là tất cả cũng vì những hình ảnh thật đẹp, thật hoàn hảo nhất mà Trung tâm Thúy Nga và Đài Việt Face TV muốn có những hình ảnh đẹp, trang trọng cho buổi tang lễ của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và Khánh Hoàng cũng xin mượn nơi này một lần nữa đọc lại số điện thoại của Nhật Bình để mà quý vị có thể ủng hộ những tấm hình. Đó là 714-234-8066. Và Nhật Bình chỉ nhận là ủng hộ hình mà thôi. Còn quý vị muốn gieo tiền ủng hộ cho quỹ từ thiện của Phi Nhung thì quý vị có thể gieo qua email phinyungforever@gmail.com. Và bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị cùng thưởng thức lời chia sẻ cũng như bài hát một người nữ ca sĩ đã chia sẻ cái status của mình trên trang Facebook và nhận được 300.000 lượt like cùng với 700 lượt chia sẻ, bởi vì lời chia sẻ quá xúc động. Mời quý vị cùng chào đón một người em, một người đồng nghiệp thân thương của nữ ca sĩ Phi Nhung, nữ ca sĩ Minh Tuyết. Cảm ơn anh. Cho phép Minh Tuyết gửi lời chào thân ái đến cho tất cả quý vị khán thính giả có mặt trong ngày hôm nay, nhất là khán thính giả của chị Phi Nhung. Thật sự câu chuyện của Minh Tuyết với chị Nhung, Minh Tuyết nhớ là 25 năm trước thì Minh Tuyết qua Mỹ và người ca sĩ hải ngoại đầu tiên Minh Tuyết gặp mặt đó là nữ ca sĩ Phi Nhung. Anh Đạo dẫn Minh Tuyết đến nhà Phi Nhung chơi và nhớ mãi nụ cười của chị. Và khi anh Đạo nói rằng là Nhung ơi, bé Tuyết nó mới qua Mỹ, em nâng đỡ nó giùm anh nha. Thì lúc đó Nhung nói dạ chị, ok anh. Nhung rất là vô tư, Nhung là một người rất là vô tư và cũng hay thích giúp đỡ mọi người. Thì lúc đó có một bầu show là chú Chuyên ở bên Houston gọi vào, thì Nhung bắt phone lên nói chuyện show với chú. Thì câu đầu tiên Nhung nói là chú ơi chú, ở đây có con nhỏ ca sĩ trẻ nó mới Việt Nam qua nè, nó hát hay lắm, chú giúp đỡ nó đi, chú book show cho nó đi.
đi nhiêu cũng được. Tuyết nhớ hoài cái câu nói đó lúc đó của Nhung. Và Nhung có nói là em đi như vậy đi, rồi mai mốt em hát hay rồi mọi người biết, thì lúc đó em muốn đi bao nhiêu cũng được. Và đó là cái sự nhiệt tình của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhung rất là vô tư, rất là nhiệt tình và thường hay giúp đỡ người khác. Không bao giờ suy nghĩ rằng là khi mình nhận lời mình giúp một ai đó là mình có một cái trách nhiệm rất là lớn. Bởi vì Nhung chỉ nghĩ đơn giản tôi muốn giúp và tôi giúp mà thôi. Và đó chính là Phi Nhung. Sau đó thì Minh Tuyết lại được hát chung với Phi Nhung lần đầu tiên trên sân khấu hải ngoại, tại sân khấu của chú Chuyên luôn. Bài hát Khớp khớp con ngựa ô, Minh Tuyết còn nhớ. 25 năm trước lần đầu tiên em đặt chân tại Mỹ, show đầu tiên chị Nhung book cho em, và sân khấu đầu tiên em được hát song ca đó là chị. 25 năm sau em cũng đứng ở đây, nhưng chỉ có một mình em hát tặng cho chị mà thôi. Em nghĩ Nhung đang nằm đó, nhưng Nhung sẽ hát với em. Nhung sẽ hát song ca với em bài hát này. Và em đã cố tình tập bài hát này để tặng cho Nhung ngày hôm nay. Là một bài hát mà em nhớ là lúc quay phim rất là nhiều kỷ niệm tại Pháp. Nhung hát với chị Như Quỳnh. Bài hát được mang tên là Giấc mơ cánh cò. Mặc dù em chưa bao giờ hát bài này, nhưng em đã cố gắng tập hai ngày nay liên tục để có thể hát cho Nhung nghe. Và em mong rằng Nhung sẽ như một cánh cò trắng bay đến vùng trời Nhung mong muốn, làm những điều Nhung mong muốn, và hãy bay xa đi khỏi những cái đau khổ trong cuộc sống, những cái thị phi, những cái ganh đua, những cái ghét đắng trong chua cay trong cái cuộc đời này. Nhung bình yên nhé. Và hãy bay đi thật xa về nơi bình yên của Nhung. Em thương gửi Nhung bài hát được mang tên Giấc mơ cánh cò. Anh dạo chút đi, em xúc động quá em hát không được. Gió chiều cứ hát hiu nghe buồn thiu, cánh cò trắng âu tha bay về đâu, mà chẳng muốn ghé qua xuồng đồng để lúa mỗi vai tay trong chờ mong. Nhớ ngày bé thích vẽ tranh về cánh đồng, có dòng sông, có lũy tre, có mẹ tôi. Còn em thích vẽ tranh về cánh đồng, cỏ trắng sải cánh bay trên cánh đồng xanh. Cò bay núi cao biển sâu biết đâu cò về. Cò bay có nghe lời ru tinh tang tinh tang. Cò bay biết sao gặp nhau nước chảy đã mòn. Cò bay tiếng ta đàn tôi tinh tang tinh tang. Thương cánh cò, tiếng đàn tôi tinh tang tang tinh tang. Bài hát ru em đến trường. Bài hát ru em một thời mơ.
mong mơ. Thế là nắng rất tươi khi mùa xuân, cánh đồng luôn ngắn xanh bên dòng sông. Chèo cuốn lấy thân câu đã vui vẫn chờ. Cỏ trắng dài cánh mây quanh cánh đồng tôi. Cò bay núi cao biển sâu biết đâu có về. Cò bay có nghe lời ru ý ai. Cò bay biết sao gặp nhau sông chảy đã mòn. Cò bay tiếng tơ đàn tôi tình tan tình tan. Đến ngày anh mới hay nhung qua cầu, tiếng đàn tôi đứng dậy lấy là lời. Bài hát tin nhung qua cánh đồng, bài hát đã bao năm không thể quên. Bài hát đến hôm nay không thể quên. Nhung bình an yên nghỉ nhé. Tạm biệt Nhung. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Minh Tuyết. Thưa quý vị, trong livestream từ nãy đến giờ, Ngọc Hân đọc bên cạnh những comments là những lời cầu nguyện tiếc thương của các khán giả Việt Nam và các bạn đồng nghiệp. Thì Ngọc Hân thấy có cả những comments của những người bạn ngoại quốc nữa. Thì chắc có lẽ là họ thấy tại vì livestream này đang được theo dõi rất nhiều, hơn 100.000 người trên Facebook của Trung tâm Thúy Nga và hơn 100.000 người trên YouTube của Trung tâm Thúy Nga đang trực tiếp theo dõi livestream này. Cho nên họ tò mò và họ vào họ xem, thì họ để lại lời comment là "She must have been an amazing person", tức là cô ấy nhất định phải là một người tuyệt vời lắm. Cái câu này Ngọc Hân cũng đọc được ở trong tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài, quý vị. Phi Nhung đúng là một người nghệ sĩ tuyệt vời, với tất cả những tình cảm thương yêu mà tất cả các người bạn đồng nghiệp cũng như khán giả đã dành cho chị. Và để tiếp tục thực hiện tâm nguyện từ thiện của chị, thì anh Thành Lê từ công ty Journal Nail Straps đã quyên góp 10.000 Mỹ Kim vào quỹ từ thiện của Phi Nhung và Wendy. Xin cảm ơn anh Thành Lê và công ty Journal Nail Straps và tất cả quý khán giả đang theo dõi livestream, các anh chị em bạn bè nếu cũng muốn đóng góp vào quỹ từ thiện của nữ nghệ sĩ Phi Nhung và Wendy để xây trường học Việt ngữ tại Nam Cali cũng như là giúp đỡ những nạn nhân tại COVID ở tại quê nhà, xin quý vị giao lì trực tiếp về là phinyungforever@gmail.com, phinyungforever@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, và bây giờ Ngọc Hân xin được hân hạnh giới thiệu một người đã đồng hành cùng với nữ ca sĩ Phi Nhung ngay cả trong lúc chị còn sống và trong những ngày cuối đời của chị kề vai sát cánh, là người đã vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn để mà mang nữ ca sĩ Phi Nhung về với con gái và gia đình của mình, về với tất cả khán giả chúng ta tại Cali. Xin quý vị giúp Ngọc Hân dành một tràng pháo tay để gặp gỡ nữ nghệ sĩ hài Việt Hương. Và phu quân của nữ nghệ sĩ Việt Hương là nghệ sĩ Hoài Phương. Kính thưa quý vị, hai vợ chồng chị Việt Hương và anh Hoài Phương đã mang chị Phi Nhung về với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Quý vị có biết tại sao giờ này Hương mới xuất hiện không? Tại Hương ráng gồng.
Hương gần để Hương không có khóc. Tới đây Hương nhìn thấy đồng nghiệp, Hương nhìn thấy tất cả quý vị khán giả yêu mến Phi Nhung, Hương lại khóc. Hương cố gắng sẽ nói tốt nhất. Hương muốn Wendy đứng kế là tại vì cả một cái hành trình hai cô cháu và những tin nhắn trong vòng một tháng khi Phi Nhung về chợ rẫy 6 giờ 18 phút mỗi ngày và tối là 6 giờ 18 phút mỗi tối. Lúc đó là 4 giờ sáng của Wendy. Và mỗi một ngày 2 buổi Việt Hương sẽ được ekip thông báo. Khi thì tiếng Việt thì Hương hiểu ngay. Nhưng có những từ chuyên môn trong y khoa bằng tiếng Anh thì anh Phương sẽ là người nói với Wendy để hiểu cái vấn đề của Phi Nhung. Lúc Phi Nhung vô tới chợ rẫy thì mỗi một ngày đối với Việt Hương, mỗi một ngày cầu nguyện và mỗi một ngày gồng ăn không được, Việt Hương sợ. Tại vì mỗi một ngày là mình phải nghe hai lần. Cứ 6 giờ sáng mình sẽ nghe một lần về tin tức, xong rồi 6 giờ chiều. Và trong giữa lúc mà những cái tin tức khác nữa thì phải kêu Wendy dậy và nói với Wendy con có đồng ý không. Wendy nói cô con đồng ý. Và Việt Hương nghĩ là cái giọng nói của Việt Hương rất là đặc biệt. Và giọng nói của Việt Hương là để đi kiếm tiền và đem niềm vui. Quan trọng là đem niềm vui tới cho mọi người. Nhưng bây giờ cái câu tôi đồng ý nó nặng nề đối với Việt Hương vô cùng. Tất cả những lời của Wendy truyền cho Việt Hương hay là ông xã chỉ cho Việt Hương những cái từ chuyên môn để mình nói. Nhưng mà quý vị không biết được lúc đó cái cảm giác của Việt Hương nó nặng. Cái gánh nặng giống như là mình nói tôi đồng ý đây là sẽ làm cho Phi Nhung tốt hơn hoặc là có thể tệ đi. Cho nên là đối với Việt Hương cái gánh nặng đó vô cùng. Tới ngày hôm nay về tới đây tay Hương vẫn lạnh. Rồi cái Hương gặp được Wendy như Hương gặp được Phi Nhung, Hương mừng, mừng lắm. Lúc đó mới vỡ òa để trao lại cái trò cốt cuối cùng của Phi Nhung, cũng là cả một hành trình. Cho nên trước tiên Việt Hương xin chân thành cảm ơn toàn bộ tất cả các anh chị đã giúp đỡ cho Việt Hương hoàn thành nhiệm vụ của gia đình là Wendy giao. Thứ hai, Việt Hương xin chân thành cảm ơn toàn bộ tất cả các bác sĩ, ekip, nhân viên tại chợ rẫy, bệnh viện chợ rẫy đã giúp gia đình Phi Nhung. Và thứ ba là Hương xin thay mặt Phi Nhung cảm ơn toàn bộ fan của Phi Nhung. Fan và khán giả của Phi Nhung tuyệt vời vô cùng. Trong cả hành trình Hương không dám đăng cái gì hết, tại Hương sợ đăng một cái gì đó nó không đúng. Có rất nhiều sư ở các nơi trên thế giới đã điện cho Hương hỏi tình hình như thế nào. Và khi Phi Nhung mất thì tất cả các sư cũng điện. Tất cả các khán giả lớn tuổi, giai ngoại, giai má khi nhắn cho Việt Hương đều nhắn con Phi Nhung sao rồi. Tất cả những thông tin Việt Hương phải được bảo mật từ lúc nằm bệnh viện cho đến lúc Phi Nhung nằm chờ Hương đem gì chú Huynh đi. Cô xin lỗi con, cô không làm tốt nhất cô thể. Nhưng cô đã đem được Phi Nhung về đây. Hôm nay cô cảm ơn chị Thủy, Nhung Tâm Thúy Nga đã làm một cái đám ma rất là lớn, rất là hoành tráng. Và cảm ơn các sư đã giúp đỡ hôm nay là một cái đạo tràng rất là lớn cho Phi Nhung. Đặc biệt là tất cả các đồng nghiệp đã đứng sau lưng Hương. Mỗi một tin nhắn, mỗi một cái câu hỏi của đồng nghiệp
Mặc dù Ngư không có trả lời từng người mà cũng không dám trả lời trên Facebook hay bất cứ một truyền thông gì, nhưng Ngư biết mọi người yêu mến Phi Nhung dữ lắm. Ngư đã cố gắng lắm nhưng không có được giỏi. Cô làm hết mình. Tới giờ phút cuối cùng, Việt Hương lại một lần nữa Hương xin thay mặt Phi Nhung cảm ơn nhiều lắm khán giả của Phi Nhung đã có mặt hôm nay rất là đông. Việt Hương rất là bất ngờ, mọi người đưa cho Việt Hương coi cái live stream để biết được là tất cả các cô chú gần xa, đặc biệt là các cô chú lớn tuổi đều mong chính Việt Hương nói như thế nào. Con ơi, bây giờ Phi Nhung ở đâu, ở chùa nào, bao nhiêu người, tại vì những người lớn tuổi họ không có rành công nghệ. Việt Hương cảm ơn fan và fan bằng tuổi Hương, fan nhỏ tuổi hơn, các em đã rất là tốt và hỗ trợ chị. Khi mà chị Việt Hương nói là các em ơi, dù các em có thương Phi Nhung cỡ nào cũng cho chị làm tốt nhất để đem Phi Nhung về Mỹ. Tụi em không được tập trung, không được tập trung đông người, không được đều là chữ không được của chị, nhưng các em đã hợp tác với chị rất là tốt. Fan Phi Nhung rất là văn minh, rất là dễ thương. Việt Hương cảm ơn tất cả các khán giả đã yêu mến Phi Nhung, và từ trong nước ra tới tất cả các nước, các sư và tất cả các đồng nghiệp, đặc biệt là ở trong nước hôm nay gửi vòng hoa rất là nhiều. Nhưng cô Việt Hương xin phép là chỉ đọc tên và không gửi vòng hoa tới. Cái tiền mua vòng hoa sẽ bỏ vào cái quỹ như là Phi Nhung muốn. Phi Nhung nói trước khi Phi Nhung đi về Mỹ show 22 tháng 8 của chị Thủy, Phi Nhung có nói với Hương là show đó đáng lý Hương cũng đi về, mà Hương từ chối. Hương nói là tôi đi về xong tôi quay lại, tôi sợ mình ngất khoảng cái thời gian làm từ thiện. Phi Nhung nói với Hương là tôi sẽ ở lại với bà, mà Phi Nhung ở lại luôn. Hương vẫn đem Phi Nhung qua đây được, nhưng không có đem toàn vẹn Phi Nhung. Đáng lý lúc đó Hương đi cái show đó thì hai đứa sẽ đi về. Hương xin lỗi quý vị, kìm được cảm xúc. Hương xin phép đọc tên những người, những công ty, những người đồng hành cùng với Phi Nhung ở Việt Nam gửi vòng hoa, nhưng mà cô không có mua hoa như ý gia đình thì gửi cái tiền đó vào quỹ từ thiện, cho nên cô xin phép đọc tên là Đoàn Cải Lương Quỳnh Long. Số tiền thì cô sẽ in ra đưa cho con. Gia đình cố nghệ sĩ Bạch Mai, đạo diễn Hoàng Việt Nam và vợ Phạm Kim Dung, công ty Sen Vàng, công ty Yes Studio, nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền và nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, nhóm Thiện Tâm, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ Trinh Trinh, nghệ sĩ Hoàng Mập, doanh nhân Đức Huy phòng trà không tên, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, diễn viên Minh Dự, diễn viên Uca, diễn viên Võ Tấn Phát. Vì bây giờ đang là ngược giờ bên Việt Nam cho nên Việt Hương chỉ có được bao nhiêu đây danh sách, và số tiền Việt Hương ghi lại sẽ trao lại cho gia đình. Việt Hương và anh Phương xin làm tròn con số thành là 5.000 đô la Mỹ để gây quỹ từ thiện cho mong ước của Phi Nhung, và đây là mong ước cho đến lúc cuối đời của Phi Nhung. Ngày 7 tháng 9 là ngày Phi Nhung đặt máy ECMO, thì ngày 6 Phi Nhung tỉnh, Phi Nhung có nói là viết vào tờ giấy là Phi Nhung muốn ăn một món mà Việt Hương khóc quá trời, nên là Phi Nhung muốn ăn khoai lang, một khoai xào hạng A rất nổi tiếng. Mà Phi Nhung cứ nghĩ, tôi nghĩ là bác sĩ ơi, Phi Nhung ăn cái gì, ăn yến hay ăn cái gì em đều nấu đem vô. Bác sĩ nó đâu có ăn được đâu Hương, nhưng mà Phi Nhung không ăn cái món đó. Phi Nhung muốn ăn khoai lang vào ngày 6 tháng 9. Rất nhiều, rất nhiều.
Chắc có lẽ cảm xúc này Việt Hương xin dành lại để có nhiều thứ Việt Hương sẽ tâm sự và sẽ kể cho Wendy và quý vị sau. Vì thời gian có hạn, Việt Hương xin lỗi đã làm cảm xúc quý vị quá nhiều. Việt Hương không biết nói gì hơn. Một lần nữa Việt Hương xin cúi đầu cảm ơn toàn bộ quý vị khán giả và quý fan từ trong nước ra tới ngoài nước và tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là ở bên Nhật có sư đã tụng kinh nha con, bên Úc nữa. Nên một lần nữa cúi đầu thay mặt nghệ sĩ, cố nghệ sĩ Phi Nhung, Việt Hương xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn nữ nghệ sĩ, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương và anh Hoài Phương. Cảm ơn Wendy. Kính thưa quý vị, và để là một người cuối cùng đưa tiễn bước Phi Nhung về nơi Phật quốc, không ai khác hơn sẽ là người đã đồng hành với chị Phi Nhung suốt 22 năm đứng trên sân khấu, là một trong những đôi song ca quý vị yêu thương nhất đến tận bây giờ. Hai mảnh ghép giờ còn một thôi. Bây giờ một mảnh ghép còn lại đó sẽ lên đây để đưa tiễn người tình sân khấu của mình, người bạn tri kỷ của mình về nơi vĩnh hằng. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Một lần nữa Mạnh Quỳnh trân trọng kính chào tất cả quý vị. Ngày hôm qua trước khi bay xuống đây thì chị Thủy, chị Marito có nói là Mạnh Quỳnh ơi, Phi Nhung chị nghĩ là nó muốn em hát bài cuối cùng để tiễn Phi Nhung về. Thì Mạnh Quỳnh nói là chị ơi, hỏi không biết em hát được hay không. Thì chị Thủy nói thưa em cứ cố gắng đi, em sẽ hát được, chị tin điều đó. Và chị muốn em hát cái bài cái lương gì đó tặng Phi Nhung trên YouTube á, khán giả thích nhiều lắm, nhưng mà Minh Quỳnh nói là bài nó dài lắm, cho nên bây giờ thôi để em hát một bài nhạc thôi. Thì trên chuyến bay đã về đây thì Minh Quỳnh ngồi trên máy bay bay có 2 tiếng đồng hồ thôi quý vị. Bay rõ 12 tiếng mà máy bay nó dằn kinh khủng luôn. Quý vị biết máy bay từ Phật Linh xuống đây, máy bay nhỏ xíu mà, mỗi bên 2 ghế đó. Mà hôm qua quý vị thấy là gió nó như thế nào mà Minh Quỳnh bay được chừng khoảng nửa tiếng là bắt đầu nó dằn rồi. Mà trong lúc người nào ai cũng sợ sệt, mà trong lúc mà Minh Quỳnh cũng cố gắng, Minh Quỳnh lấy phone ra, Minh Quỳnh sáng tác một bài nhạc rất là ngắn để tặng cho Phi Nhung, để đưa tiễn Phi Nhung. Thì hy vọng rằng Minh Quỳnh viết nhanh lắm, cho nên lời thì có thể chưa có thuộc nhiều lắm, nhưng mà Minh Quỳnh sẽ cố gắng. Minh Quỳnh có thủ sẵn tờ giấy đây. Thì bài hát này thì cũng nói về cuộc đời của nữ ca sĩ Phi Nhung, qua bao nỗi thăng trầm, phận gái trung chuyên. Suốt cuộc đời của Phi Nhung, quý vị biết là sống vì mọi người, quên cả gia đình, quên cả tất cả hạnh phúc của mình để làm vui cho mọi người, để đem hết lời ca tiếng hát của mình để cống hiến cho đời. Một người ca sĩ mà Mạnh Quỳnh, đối với bản thân Mạnh Quỳnh, là một người ca sĩ thật sự. Và tất cả anh chị em nghệ sĩ cũng như thế hệ trẻ sau này, chúng ta nên noi gương theo người chị của mình, đó là người ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay bài hát này thì Mạnh Quỳnh viết rất là nhanh. Mạnh Quỳnh đặt cái tựa đề là Tiễn Em Cuối Đường. Sầu vào tim
nhìn nhau phút giây lần cuối trong đời. Để rồi muôn kiếp lìa nhau, bọn mình gãy đôi nhịp cầu. Ôi nỗi buồn giăng kín hồn tâm nửa đời nhà tơ. Tình duyên trái ngang hạnh phúc lỡ làng. Vì đời quên hết tuổi xuân, ngậm ngùi đắng cay riêng mình. Đêm trở về giá lạnh phòng thu. Tôi tiễn em đi về miền thế giới hư vô, để lại trăm nhớ ngàn thương. Quên đi chân thế lắm cơ cầu, nhiều muộn phiền vây kín đời em. Đừng vương vấn chi, chắp tay khấn nguyện cho người bình tìm vui thánh thơi nơi cõi vĩnh hằng. Ngọt ngào tôi hát ru em một lần giấc thiên thu buồn. Thôi vẫy chào giá biệt người. Rơi hư vô để lại trăm nhớ ngàn thương. Quên đi trần thế lắm cơ cầu, nhiều muộn phiền vây kín đời em. Đừng vương vấn chi, tiếng chuông báo hiệu đến giờ tử trầm. Hương khói nhang sưởi ấm linh hồn. Nghẹn ngào tôi hát ru em một lần giấc thiên thu buồn. Thôi vẫy chào vĩnh biệt người ơi. Nghẹn ngào tôi hát ru em một lần giấc thiên thu vẫy chào vĩnh biệt tình nhân. Cảm ơn quý vị rất nhiều.